tiết canh lợn là món khoái khẩu của nhiều người tại Việt Nam, đặc biệt là người Bắc. Có thể tìm ăn món này tại các nhà hàng tiết canh lòng lợn như thế này. Được làm từ các loại lòng dồi luộc, thái nhỏ, trộn với rau thơm, gia vị và hòa với tiết canh lợn tươi rồi để cho đông. Món này cũng thường được phục vụ như một món nhậu. Tuy nhiên không phải ai cũng dám ăn món này vì nó được làm từ cả nguyên liệu sống, đó là tiết canh lợn tươi không được nấu chín. Và nhiều người không biết rằng nó có thể gây bệnh vì có chứa một loại vi khuẩn ở lợn, dạng có thể gây bệnh viêm màng não. Hàng năm có vài trăm trường hợp bị viêm màng não do vi khuẩn Streptococcus suis tìm thấy ở lợn. Gần một nửa số bệnh nhân này bị những di chứng dài hạn như bị điếc và 10% bị tử vong. Các sản phẩm thịt lợn sống này đang là trong số các nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm màng não do vi khuẩn tại Việt Nam. Cái thói quen ăn, đặc biệt là các món ăn như là tiết canh vịt hoặc là tiết canh heo đã có từ lâu đời và người ta vẫn ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, đặc biệt là các mùa cao điểm dịch bệnh sẽ đến thì thường là các cơ quan thông tin đại chúng nói dần thì cái thói quen ăn uống nó sẽ quay trở lại. Một nghiên cứu mới đây do đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Đại học Tổng hợp Oxford đặt tại thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thấy hơn 1/3 dân cư vùng nông thôn và 1/10 dân thành phố ăn tiết canh trong năm 2016. Đây là một mối lo ngại lớn, một thách thức có thể giải quyết được bằng giáo dục, bằng việc đảm bảo rằng những thực hành này được thay đổi để làm sao hành vi có nguy cơ trở nên ít phổ biến hơn. Nhưng rõ ràng có những hệ lụy văn hóa khi bỏ một sản phẩm cụ thể nào đó ra khỏi thị trường. Vì thế, thông điệp từ các chuyên gia y tế là ăn tiết canh lợn không an toàn và nên tránh. Nhưng để thay đổi một thói quen ăn uống không phải là một điều dễ dàng. Chính phủ tại Việt Nam đã thực hiện một số đợt vận động cảnh báo nguy cơ khi ăn tiết canh lợn, nhưng cho tới nay vẫn không có mấy tác dụng đến tỷ lệ mắc bệnh này.